Việt Nam vẫn chờ đợi, từng con con cứ chờ bên rồi ngày mai quê hương Thái Bình. Kìa núi sông gọi vang ta đáp lời, cùng bước theo thiên nhân ta dấn thân. Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của đài VNTV. Tôi là Lê Tạo và hôm nay được hân hạnh ngồi đây với hai người bạn của chúng tôi, đó là nhạc sĩ Ngô Thanh Nam và cô Hoàng Mỹ Uyên. Hoàng Mỹ Uyên thì về từ San Jose, mà trong thân tình thì chúng tôi gọi cô là người mẹ trẻ xuống đường. Thì xin mời anh Nam và Hoàng Mỹ Uyên có lời chào đến quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, ông Nam xin gửi lời chào đến tất cả khán giả của VNTV, cũng như cảm ơn VNTV đã tạo cơ hội cho anh em của chúng tôi hôm nay có dịp tâm tình với nhau về âm nhạc, về hiện trình của đất nước. Trước hết thì Hoàng Mỹ Uyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của VNTV và rất là cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để em được có mặt ở đây và trò chuyện với hai người mà thực sự là em rất là mến, và cái cơ duyên giữa ba anh em là một cái cơ duyên rất là dễ thương, rất là quý. Âm nhạc và tấm lòng dành cho quê hương đã mang mình lại với nhau. Gần nhau. Gần dù ở hai đời hơn hai nửa đi cầu. Chính xác. Yep. Đúng không? Yep. Thưa quý vị, chia sẻ một điều là cả ba anh em chúng tôi đều thích âm nhạc. Và hôm nay chúng tôi sẽ tản mạn tí xíu về âm nhạc, nhưng giới hạn chủ đề ngắn lại một tí xíu, đó là về dòng nhạc đấu tranh, dòng nhạc hùng ca. Cái này nó không phải là giới hạn chủ đề, mà em nghĩ nó là một cái điểm chung khác nữa. Đó là ngoài âm nhạc thì cả ba anh em là dù em là một cái người từ trong nước mới bước ra, nhưng mà hai ông anh đây á, là người sống ở Mỹ đã rất là lâu rồi. Nhưng mà thật sự mà nói là cả ba anh em mình ai cũng có một cái tấm lòng hướng về quê hương đất nước. Và rõ ràng đó cũng là một cái điểm chung. Mình không hề giới hạn, mình chỉ đang nói về thêm một cái điểm chung đó nữa trong âm nhạc thôi. Đừng nói anh ở mũi em, anh ở mũi đừng nói. Ở cương vị một người sáng tác, thì anh sáng tác nhạc tình, nhạc quê hương, viết về nhạc đạo, và trong đó có sáng tác một số bài về nhạc đấu tranh, về hùng ca. Vậy thì cái lĩnh vực nào hoặc là cái dòng nhạc nào nó khó cho anh hơn? Cái câu hỏi này cũng hay. Dạ. Yeah. Mình phải mồi lâu lắm, lâu phải nghe. Không, đúng vậy. Thật sự ra thì đó là cái câu hỏi hứa tạo là một món từ trong cái tâm hồn của mình ra để mình hôm nay anh em mình giải bài ra hết ở đây, không có gì giấu. Thì thật sự cái nhạc khó viết nhất vẫn là cái dòng nhạc đấu tranh. À. Nhưng mà dòng nhạc nào là dòng nhạc anh thích viết nhất? Nếu mà nói đến dòng nhạc nào mà thích nhất thì thật sự là như vậy. Ở một cái thời điểm nào đó thì anh sẽ cần, chẳng hạn như ở một cái thời điểm mình đang hoang mang, đang lo âu, thì mình cần một cái dòng nhạc thánh, nhạc đạo để mình tìm một cái chỗ dựa của tâm hồn. Ở một cái khía cạnh, thời điểm khác là mình đang yêu đời, không? Thì mình viết nhạc tình. Và một cái thời điểm khác nữa, khi mà thiện tình đất nước, quê hương, mọi người đồng bào mình đang chịu những cái cảnh khổ, cảnh khó như thế này thế kia, thì mình muốn nói lên, tôi cũng muốn góp chung cái tiếng nói với lại đồng bào mình, với người dân trong nước, rằng tôi cũng đang đồng cảm với quý vị, tôi cũng đồng cảm với lại đồng bào của mình về những cái nỗi đau, về những cái khó nhọc mà mọi người đang gánh chịu. Đó, anh Nam nói về cái góc nhìn của người sáng tác. Vậy ở cái góc nhìn của người mà thưởng ngoạn đó, vậy thì khi nào thì Uyên thích lắng nghe về dòng nhạc đấu tranh, nhạc hùng ca? Đối với em á, thì cũng em hoàn toàn đồng ý với cái sự chia sẻ của anh Nam. Cũng giống như mình cũng không thể nào mà ngày nào mình cũng ăn phở, rồi cũng không phải là buổi sáng trưa chiều tối gì mình cũng ăn cơm. Nhưng mà mình không thể thiếu cái gì hết. Đối với em là khi mà mình đã yêu âm nhạc mà lại còn có cái tức là mình có cái mối quan tâm á, mình có mối quan tâm đối với các cái vấn đề của đất nước mình đó, thì tất cả những cái điều đó nó không thể thiếu được, nó không thể là duy nhất cái này hoặc duy nhất cái kia. Cho nên là em hoàn toàn em chia sẻ được cái điều đó với anh Nam. Thì ở góc độ người nghe em cũng vậy,
có sẵn, lúc em sẽ thích sẵn đây tình sẵn tình đây anh rồi. Anh muốn hỏi Uyên cái này nha, với những người lớn lên được sinh ra và lớn lên sau 75 ở trong nước, thì theo Uyên, riêng cá nhân Uyên thì em nghĩ như thế nào đối với, hoặc có nhận xét như thế nào đối với dòng nhạc đấu tranh của chế độ cộng sản hiện đang cầm quyền ở nhà ở trong nước, cũng như là đối với cái dòng nhạc đấu tranh của những người ở trong nước như Việt Khang hoặc là Trần Vũ Bình, còn ngoài này chẳng hạn như là Trúc Hồ hoặc là Phan Văn Hưng hoặc là anh Việt Dũng, Nguyễn Ánh đó, thì đối với em thì em nghĩ thế nào? Đối với em á thì thực sự là một cái người đúng giống như anh nói là ở thế hệ sau 75 đó, thì đối với âm nhạc của em đặc biệt có cái tình yêu đối với âm nhạc miền Nam trước 75. Đó, và ai cũng biết là khi mà còn ở Việt Nam em cũng có một cái quán cà phê và tụi em vẫn thường hát nhạc đó mỗi đêm. Em có một cái tình yêu đặc biệt với cái âm nhạc đó, và thật ra là nếu mà hỏi em mà lý do đó em có thể mất chương trình không đủ thời lượng để em nói cái điều đó không, tại vì em yêu lắm. Đó, và trong cái dòng nhạc đó thì anh biết đó là nó sẽ bao gồm luôn cả cái dòng nhạc đấu tranh, nhạc phản chiến này kia nữa, thì yêu hết. Nhưng mà thực sự mà nói là nếu mà cần cái âm nhạc đấu tranh để mà nói lên cái tiếng nói của mình và chia sẻ được cái suy nghĩ của mình với cái hiện trạng đất nước hiện bây giờ đó, thì khách quan là cái lẫn chủ quan luôn là cái âm nhạc của những bài hát của Việt Khang hay là Dũng sau này đó, nó rất là gần với tụi em, tại vì mình ở ngay đó, mình thở cái hơi thở đó, mình nhìn thấy tất cả những cái điều đó, nghe được cái đó, cho nên khi mà những cái bài hát đó nó rất là gọi là rất là cập nhật đó anh, và nó cảm thấy nó rất là gần, và đó là cái tiếng nói của mình, thì khi mà cất lên hát đó thì em thấy em gần gũi hơn với cái âm nhạc đấu tranh, theo tiếng lòng của mình được giải bài. Dạ, em thấy em gần gũi hơn với cái âm nhạc đấu tranh gần đây, tại vì ví dụ như bây giờ thời của mình cũng không phải là cần phải cầm súng để mà đi ra trận, hay là cũng không cần phải nó không còn những cái điều đó, và cái giới trẻ sau này đó đâu có dễ dàng để mà cảm nhận được cái bom thời cuộc bom đạn. Đó, cho nên em lại thấy là cái âm nhạc đấu tranh sau này á nó liên quan nhiều đến những cái vấn đề xã hội này kia, cho nên em thích cái anh Nam nhắc đến Trần Vũ Anh Bình, nhắc đến Việt Khang. Uyên có nhắc đến Việt Khang, Việt Dũng. Việt Dũng, Nguyệt Ánh vân vân. Thì lúc mà còn ở trong nước á thì Uyên nghe được nhạc Việt Khang trước khi hay sau khi Việt Khang vào tù? Dạ, em nghĩ nếu mà là anh hỏi cá nhân em em á là em nghe được trước khi anh Khang vào tù. Nhưng em biết rằng là có rất rất nhiều người nghe được và biết được cái nhạc phẩm đó sau khi sau khi anh Khang đã vào tù. Mà không chỉ Việt Khang, không chỉ Trần Vũ Anh Bình, mà chúng ta có nhiều nhạc sĩ khác nữa trong nước sáng tác, chẳng hạn như Tuấn Khanh. Tuấn Khanh có những bài rất là hay, có bài gọi là very touching, có bài gọi là lôi cuốn lòng người. Cái điều mà em muốn hỏi anh là anh có nhiều nhạc phẩm dành cho dòng nhạc đấu tranh không? Anh biết nhạc đấu tranh, thật tình thì em biết nhạc đấu tranh từ rất lâu rồi, từ những năm 86, 87. Là lúc đó anh đã đi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là anh đã bên đây. Vậy thì em rất là muốn nghe là cái tâm tình của một cái người nhạc sĩ sáng tác bên ngoài đất nước mà lại sáng tác cái dòng nhạc đấu tranh đó, thì cái cảm xúc đó của anh từ đâu, rồi cái tâm tình đó của anh nó như thế nào, để nó là chất liệu nào để mà thì cái tâm tình của anh đó là một tâm tình của một người bị bứng khỏi quê hương khi mà cái niềm thương cảm của mình khi mình rời xa đất nước để nhìn lại thì đồng bào mình trong nước vẫn còn chịu bao nhiêu cảnh khổ, bao nhiêu cảnh đọa đày, bao nhiêu là bất công, thì chính cái điều đó thôi thúc mình nó thôi thúc mình phải viết. Bởi vì mình không thể nào ngồi đó mà không nói lên được, trong khi mình có cái khả năng để nói. Đúng không? Anh không có thể, có thể anh không thể làm thơ hay như Tạo, viết văn hay như Tạo, nhưng mà anh nghĩ là anh có cái khả năng viết nhạc thì em phải dùng cái đó như là một cái phương tiện cho chính anh để mà biết.
Tao muốn chia sẻ với Uyên điều là năm 1987, lúc đó là Phan Trung Kiên, lúc mà là anh vào đại học đó, yeah. Thì người gặp đầu tiên là Phan, lúc đó là Phan Trung Kiên, thì yeah. kéo mới vào sinh hoạt với anh em sinh viên tại trường. Yeah. Thì lần đầu tiên tại gặp Nam ở đó, ông cây đàn ngồi vòng tròn trước sân trường đó, thì Nam hát một cái bản Hùng Ca. Anh nhớ bản Hùng Ca đó không? Nam hát liên tục hai bài, thì tí xíu anh em mình sẽ đề nghị Nam hát bài đó nha. Thì sau cái bài đó đó, thì 3 năm sau, lúc đó thì Tạo về Tạo sinh hoạt với tổng hội sinh viên ở trên Santa Ana đó, yeah. tổng hội sinh viên miền Nam California. Thì tổng hội sinh viên có tổ chức một cái trại hè, trại hè lần đầu tiên, rồi hè về với non sông. Thì Tạo với mấy người bạn đó, có cho Đông Cường, Trí này nọ, thì cầm hai bản nhạc của Nam đó lên đó mà tập cho hơn 400 trại sinh hát hai bài nhạc của Nam trong đêm nửa trại đó. Thì chắc Nam bây giờ thì mình nói không bằng nghe Nam hát, đúng không? Vâng, xin mời quý vị khán thính giả, chắc chúng ta sẽ được nghe Ngô Thanh Nam hát một ca phẩm mà chính anh sáng tác từ thập niên 80. Nam muốn hát bài gì Nam? Bài Nam có nhiều bài hát em bài bực mí với anh á, là trước khi chương trình bấm máy khoảng 10-15 phút thôi, em đã được anh Nam vượt qua cái nhạc phẩm này rồi. Hiểu với khán giả của VNTV, đó là bài Đáp Lời Sông Núi. Đây là bài nhạc Nam viết từ năm 1987 mà ta mới vừa nói quý vị biết. Thì cái lúc đó thì Nam viết cái bài này trong tâm tình cũng rất là nung nấu, khi mà có những biết được những cái hoạt động phục quốc, đó là những người trở về quê hương, thì cùng cái tâm tình đó mà Nam viết nên cái bài này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Này bọn thanh niên ơi, tổ quốc ta đang nổi biến loạn, từ đường trái ra đi trái máu xương đặt lời sông núi, từ miền quê đến thành thị, từ đảo xa ra ruộng đồng, cùng vùng lên cho ngày chiến thắng. Đem người cho quê hương là máu xương những người ngã gục, đem người cho mai sau là bước chân những người đi trước. Mẹ Việt Nam vẫn chờ đợi từng đón con bước trở về, rồi ngày mai quê hương Thái Bình. Kìa núi sông gọi vang ta đáp lời, cùng bước theo thiên nhân ta dấn thân. Đây là thanh niên ơi, tổ quốc ta mãi hoài đắm chìm, đừng chờ mong chi ai, hãy dấn thân đây mừng ngồi mới. Kìa toàn dân khắp mọi miền cùng vùng lên chống bảo quyền, mừng ngày chi ta giúp nhau tiến. Ra đi dù khó nguy không sơn tấm lòng, bằng tình yêu quê hương từ trái tim như người nuôi trẻ, bằng lửa tiếng trăng rừng trời, bằng tình yêu thu vời vợi, rồi ngày mai quê hương Thái Bình. Kìa núi sông gọi vang ta đáp lời, cùng bước theo thiên nhân ta dấn thân. Kìa núi sông gọi vang chia sẻ với quý vị khán thính giả một điều là quý vị cứ tưởng tượng ở giữa một đêm thanh vắng, chỉ nghe tiếng lửa bập bùng và hơn 400 trại sinh cùng hát theo nhạc phẩm này, lúc đó mới thấy được cái hào khí, lúc đó mới thấy được tấm lòng của sinh viên, lúc đó mới thấy được cái bầu nhiệt huyết của những người tuổi trẻ. Và nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi, phải không? Sáng tác chính xác là năm 87. Thì nhạc phẩm này á, sau đó thì lúc đó Tạo làm về làm báo của tổng hội sinh viên tòa án non sông, thì Tạo đem cái nhạc phẩm này và in trên bìa sau của tờ báo. Quý vị nhớ là cái bìa trước và bìa sau của tờ báo đó thường thường là quảng cáo rất là mắc. Lúc đó là cái bìa sau của tờ tạp san non sông đó, thì người ta đồng ý trả $500 để
đăng quảng cáo, nhưng tụi này từ chối để in bản nhạc của Thanh Nam 500. Và sáng hôm nay thì Nam trả lại tiền lời luôn, trả vốn lời. Cái thời đó 500 rất là lớn. Năm 1987, 500 đô la rất là lớn. Dạ. À, cho đến bây giờ thì bây giờ nó chắc chào cà thôi. Trong một cái không khí nó rất là tình ca nha. Ừ. Nhưng mà khi mình hát về những cái bản nhạc về quê hương, đất nước, và xong là thế là tự nhiên tất cả mọi người cùng hát với nhau những cái nhạc phẩm như là Việt Nam quê hương ngạo nghễ đó, nó có một cái không khí gì đó nó kỳ lạ lắm. Thiên liêng. Nó tự nhiên cảm thấy cái tim mình, cái tim mình, cái tim mình đập khác nhau, nó đập nhanh hơn bình thường, mà những cái người xung quanh mình á, cái hơi thở nó cũng gấp gáp hơn bình thường, và tự nhiên cái không khí nó có một cái gì đó nó yêu nước vô cùng. Mặc dù rõ ràng là mình đang ở giữa Sài Gòn, giữa cái thời rất là bình, nhưng mà khi mà nghe hát cùng nhau hát một cái nhạc phẩm giống như vậy, hay là Việt Nam Việt Nam Việt Nam, tự nhiên mình cảm thấy nó có một cái sự gì đó nó rất là tự hào, nó trào dâng luôn anh. Và còn một cái điều khác nữa mà em nghĩ là mọi người ở đây có thể chia sẻ được với người ở trong nước, đó là những nhạc phẩm như là Trả Lại Cho Dân, Việt Nam Tôi Đâu. Đúng rồi. Đó là bây giờ tụi em gọi nó là giống như một cái bản quốc ca mới vậy đó, của những người đấu tranh. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Mình khi người ta xuống đường, người ta đòi bất cứ cái điều gì á, là người ta đi, người ta hát cái bài Trả Lại Đây, trả lời đây. Yeah. Cứ bắt đầu mình đi đâu mình cũng nghe hết anh. Và trong tất cả các quyền cái sự nhau, kiện là người. Tất cả các cái sự kiện đấu tranh đều nghe thấy cái nhạc phẩm đó. Cho nên thực sự mà nói thì đối với cái thế hệ trẻ của tụi em đó, cái tình yêu nó quan trọng lắm. Yêu đủ thứ hết, yêu cuộc sống, yêu quê hương, và cái tình ca cũng rất là quan trọng. Nhưng mà thật sự mà nói, cái dòng nhạc đấu tranh cũng quan trọng không kém. Nhân Hoàng Mỹ Uyên có nhắc đến cái nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ, thưa quý vị, là đây là một cái nhạc phẩm mà hầu như trại hè nào anh em chúng tôi cũng hát, hầu như bất cứ một cuộc họp mặt nào đông người anh em chúng tôi cũng hát. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, mà là một cái tên tuổi lớn trong cái làng du ca Việt Nam trước năm 1975. Đôi chúng ta rực sáng theo nhịp xin kêu loan xoan, ta của xin kêu mang dậy trên mắt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không vơi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hồn sôi. Nước tin ta chẳng tới chung duyên và mắt nhân gian. Máu ta từ thành văn lan dồn lại, sướng gia đình này cha ông miệt mài. Từng ngày qua cười ngạo nghễ đi trong đám những con người, chúng ta thành một đoàn người hiên ngang, trên bàn trong hát cười đùa vang vang. Còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khối kiêu hùng. Nam có nhớ là khi mà mình anh em mình sinh hoạt từ thời sinh viên đó, mình từng hát một số ban nhạc hùng ca, mà lúc đó mình nói là cục chính huấn, phải không? Dạ, chính huấn. Thì lúc đó ngay cả lúc mà mình không có tham dự chiến tranh, nhưng mà sau mình lớn lên thời gian sau chiến tranh, mà mỗi lần nghe lại những nhạc phẩm đó là cái lòng mình nó háo hức. Mỗi lần nghe lại là nó háo hức đó. Dạ. Sẵn đây mình cũng nói luôn là cái dòng nhạc đấu tranh ở Việt Nam á, khi mà chẳng hạn như nói đến bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, hoặc là những bài nhạc chính quân như là cờ bay, đúng không? Hoặc là một cánh tay đưa lên, hàng vàng cánh tay đưa lên, đại khái vậy, thì mình sẽ thấy rằng trong hầu hết tất cả những nhạc phẩm có tính cách đấu tranh của Việt Nam, của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, đều mang tính dân bản trọn vẹn. Không có tính sắc máu như là những nhạc chiến đấu của miền Bắc, của quân đội miền Bắc. Bởi vì khi nghe hai loại nhạc đó, là một cái thì nó rất là sắc máu, và một cái rất là nhân bản, luôn luôn là kêu gọi là có những cái giữ gìn đất nước, cầm súng để bảo vệ quê hương, cầm súng để giữ gìn đất nước, chứ không phải cầm súng để giết đồng bào hoặc là giết kẻ thù, không có chuyện đó. Nhưng mà hầu hết là sau đó rồi thì sao, người lính trở về với nương khoai, với lại cánh đồng, với con trâu, với gia đình. Yeah. Thì những cái đó là những cái hình ảnh rất là nhân bản của nhạc miền Nam Việt Nam trước 75. Nhân nói đến cái vấn đề trước năm 75 và sau năm 75, thì chúng ta đều biết là, thưa quý vị, chúng ta đều biết là
giai đoạn sau năm 1975, hai cái tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam mà phải nói rằng đi đâu ai cũng biết đến, đặc biệt là dòng nhạc Hùng Ca và Đấu Tranh, đó là Nguyệt Ánh và Việt Dũng. Em trong nước chắc cũng phải nghe, dạ, đã từng có... nghe nhiều bài Nguyệt Ánh hay không? Dạ, biết hết anh. Có bài nào mà em cứ em thích nhất không? Về Nguyệt Ánh, ví dụ một hai bài thử. Em thì thật ra mà nói là nói này không biết có ngoa không á, mà riêng những cái dòng nhạc như vậy, bài nào không, em không có chơi bài nào hết trơn. Bài nào em cũng thích. Tại vì á, em có một cái, thật sự là em có một cái suy nghĩ như vậy nè. So với cái dòng nhạc tình đó, thì dòng nhạc Đấu Tranh hơi có một chút thiệt thòi hơn về số lượng. Đó, cho nên á, là thật sự mà nói là với những ý nó thiệt thòi, có nghĩa là cái số lượng khán giả ít hơn hay sao? Không, dạ phải. Không, có số lượng những cái nhạc phẩm, tác phẩm đó. Đó là một trong những lý do mà khi anh vừa sang đây anh bắt đầu viết nhạc Đấu Tranh liền. Bởi vì đối với anh khi mà lớn lên được sinh ra trước 75 và lớn lên rồi để rồi mình bị bứng gốc qua bên đây. Anh không biết nhiều về nhạc Đấu Tranh và cũng không thấy nhiều cái loại nhạc đó. Nó vừa ít về số lượng mà theo em nghĩ là vậy nè. Giống như những cái nhạc sĩ mà đã có cái tấm lòng để mà sáng tác những cái nhạc phẩm đó thì họ cũng rất đặc biệt. Cho nên là những cái nhạc phẩm đó đối với em nó giống như y như thuốc bắc vậy đó. Cái nào ra cũng chất lượng, cái nào ra cũng hay. Và khi mà đã chạm được đến với mình rồi đó thì không phải là không có sự lựa chọn, mà thực ra bản thân em cũng không muốn lựa chọn. Em yêu mến tất cả những cái ca khúc đó. Và ngay cả sau này những cái nhạc sĩ tiếp nối sau này như Việt Khang hay là anh Tuấn Khanh rồi đó, hầu như tất cả nhạc phẩm nào của họ em cũng yêu mến hết. Thưa quý vị, là nhạc Đấu Tranh và sáng tác ở hai ngoại khó ở chỗ là thời gian, khán thính giả và đòi hỏi cái sự hy sinh rất là nhiều. Và đặc biệt là ở trong nước mà những nhạc sĩ sau này mà sáng tác còn đòi hỏi sự hy sinh lớn hơn, chẳng hạn như phải chịu Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình sáng tác phải chịu cảnh tù đày, và thật sự họ đã vào tù vì những sáng tác của họ. Ta biết là Nam có sáng tác thời gian sau này, Ngô Thành Nam có sáng tác một vài nhạc phẩm về nhạc Hùng Ca, nhạc Đấu Tranh. Anh chia sẻ một chút xíu với Tảo biết một số bài đó, thì anh chia sẻ một vài điều nhỏ nhỏ về những nhạc phẩm sáng tác sau này với khán giả của VNTV. Cái sứ điệp mà mình muốn gửi trong cái bài nhạc mình tới với người nghe chính là động viên và thôi thúc tất cả những ai còn thờ ơ với lại hiện tình đất nước, không mà phải bây giờ đây chính là cái lúc mà nếu mà bạn không dấn thân thì bạn sẽ trở thành nạn nhân. Đối với hiện tình đất nước như vậy, bạn phải đứng lên và chính mình phải làm gì? Bởi vì mình không làm sẽ không ai cứu mình, sẽ không ai làm mình. Đây là bởi cái sứ điệp nó rất là cũng đơn giản thôi, chứ không gì là hết. Mình chỉ muốn khơi dậy cái tinh thần yêu nước của mọi người. Hồng Nhân Nam nói cái đó thì ta nhớ cái câu nói của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì CNN có phần bán cổ thì cậu nói nếu tôi không nói thì ai sẽ nói thay cho tôi. Và vâng, thì cổ đã nói và cổ vào tù thì chúng ta đã biết được điều đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề nhạc Đấu Tranh đi. Thì Nam chia sẻ với khán giả một bài nhạc mới của Nam đi, được không? Năm thời gian gần đây thì Nam viết một vài bài, chẳng hạn như bài Năm Phổ Thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Bài Tả Ta Sông Núi. Cái bài đó là một những bài Nam rất là tâm đắc. Bài thơ đó Nam biết mấy chục năm, cứ tâm niệm là mình phải phổ bài thơ, bài thơ này. Tại sao lâu như vậy? Cái trái phải chờ đúng thời gian thì nó mới chín. Thì nhạc nó cũng vậy. Cái bài thơ dài như vậy, bài hay như vậy, nó cũng cần phải nó từ từ nó thấm dần, nhà rượu ủng cho đến đúng lúc thì Nam ngó vô nguyên bài và Nam hát từ đó đến tôi. Thì nó lạ gì đó, cũng là gần 30 năm từ ngày mà biết cái bài thơ này cho tới bây giờ mới phủ được cái bài này. Đó là bài Trả Ta Sông Núi, phổ thơ của Vũ Hoàng Chương. Rồi một bài khác là bài
Tuổi Trẻ Lên Đường trong trong cái bộ cái album của Nam Nhân Bản. Nam có nhân bản 1 là người bài ca Người Tuổi Trẻ, nhân bản 2 là bài Đáp Lời Sông Núi hồi nãy mình mới hát, nhân bản 3 là Tuổi Trẻ Lên Đường và nhân bản 4 là Núi Sông Phải Gọi, thì bài Tả Ta Sông Núi là nhân bản 5. Anh Tạo biết sao không? Em nhớ là thời gian trước, mấy tháng trước đó, có dịp mà gặp anh Nam á, thì anh Nam có hát cho em nghe thử cái bài hát đó. Mà lần đầu tiên khi em nghe cái bài Trả Ta Sông Núi đó, em chỉ cần hát qua một lần. Anh hát một lần, anh hát một lần là em có thể hát lại được ngay. Thật sự mà nói là không phải là bởi vì yêu mến anh Nam để mà ngợi khen ảnh, nhưng mà thật sự mà nói là đây là một cái nhạc phẩm mà giống như là em cảm thấy em là một, có thể mọi người đã biết đến em rồi đúng không, và mình đã bước xuống đường, đã đòi lại biển, đã đòi lại những cái gì mà người ta đã bán cho Trung Quốc đó. Thì khi mà nghe cái nhạc phẩm đó, nó có một cái gì đó mà em cảm thấy wow, tự nhiên mình có một cái tiếng nói rồi, tự nhiên mình có một cái gì đó để mình nói thay rồi. Và thế là em nói anh Nam là anh đừng lại cho em hát cái bài đó một lần. Và em còn nhớ hoài là tới khi em về nhà, về San Jose rồi đó, mấy ngày sau cái bài hát đó nó vẫn ở trong đầu, mà gần như là cứ mỗi lần mở miệng ra hát là hát cái bài đó. Cho nên thật sự là hôm nay em cũng rất là muốn hát bài đó em. Muốn hát lại bài đó. Và thưa quý vị là Ngô Thanh Nam sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Trả Ta Sông Núi, phổ thơ Vũ Hoàng Chương. Và thưa quý vị là Mỹ Uyên sẽ hát cùng với Ngô Thanh Nam trong nhạc phẩm này. Đây là một trong những chuỗi nhạc nhân bản của Nam. Và quý vị sẽ chờ xem là Ngô Thanh Nam sẽ hát những nhạc phẩm khác như thế nào. Nhưng mà hãy bắt đầu bằng nhạc phẩm Trả Ta Sông Núi. Cái điều mà em tâm đắc nhất đó là trả núi sông ta, không đòi ai trả núi sông ta. Ok. Sông ta, trả núi sông ta, không đòi ai trả núi sông ta. Trải 4000 năm dựng lấy nước nhà, sông khỏe hùng xuống núi nghi nga. Trả ta sông núi bao người trước, trả ta sông núi từng trang sử. Dân tộc ta hoạt động tiên tiên ta, không đổi ai trả núi sông ta. Kia lâm biên sắm dây xa trường, hai ba chân đi vào sử sách. Tinh thần độc lập nêu cao, dẫu khi chiến tử vẫn gươm anh hào. Trong Bắc phương từng quyết tư hùng, phá lũ cùng lưng lãnh ngô quyền. Bạch đằng giang ngô trùng nói sông, giặc xài lan nghịch lỗ không tha. Nam quân sơn hà nam đế cư, thì nhiên định phần tại thiên tư. Trả núi sông ta, trả núi sông ta, không đòi ai trả núi sông ta. Hàm tứ vang danh cùng bên trương dương, bao phen làm kiếp vía quân nguyên. Quân theo sông núi mơ tự do, lời thiêu hoa gấm đầy bình ngô. Theo mệnh trời nay tuần đi muôn dân, sáng đời trong sự sẵn lan dương. Vội quang trung tiến thắng kinh kỳ, của nhà thanh tăng thành Gò Đông. Bắc Hà cường dốc bay cao, vui chương trình hay còn phát chiến vào. Đã bao phen giặc bắc ngang tàn, Chúa với tôi lê nhỏ hai hàng. Giang từng phương vô đội cứu nương, cùng đồng tâm hiệp nghĩa văn vòng.
cho nước Nam nền quân sáng tươi, cùng chung một lòng giành Giang Sơn. Ôi Việt sử là tranh đấu sử, 4.000 năm còn mãi đến giờ, nào cùng nhau chung lòng tiến bước, một người ngã tù người khác nước lên. Cha ta sông núi lời di vang, thiên thu còn đồng tới tương lai. Cha ta sông núi câu hùng tráng, là sông là gương giữ đất đai, là sông là gương giữ quê hương. Cha ta sông núi lời di vang, thiên thu còn đồng tới tương lai. Cha ta sông núi câu hùng tráng, là sông là gương mãi, là sông là gương giữ quê hương. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình tản mạn của ba anh em chúng tôi về chủ đề dòng nhạc đấu tranh và hùng ca. Và vì thời gian có hạn, xin hẹn lại quý vị vào lần sau. Dạ, kính chào quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người.